trên hình ảnh của chúng ta là trận đấu giữa kỳ thủ Trần Ngọc Quang tuyển Đắk Lắk 1 với kỳ thủ Ưng Quốc Mẫn. Và lúc này cả hai bên đang còn, bên đỏ còn xe hai pháo mã và bên đen thì còn xe pháo mã. Khó cho đen rồi. Nhìn thấy kém quân là thấy khó rồi. Kém quân mà bên đen lại chưa có thế, đúng không ạ? Thiếu quân. Hiện tại thì đỏ vẫn còn đầy đủ sĩ tượng bền, tuy nhiên thì hai tượng đã vếch sang hai biên. Vâng, xin chào Huỳnh Ngọc Lý nhé. Vâng, em chạy xuống hội trường xem trực tiếp à. Vâng, cảm ơn bạn cũng đã đến kênh và cũng đang có mặt ở trong địa điểm thi đấu và cũng đã hỗ trợ Phi Liêm những thông tin bổ ích. Vâng, đen xe 4 thoái 2 rồi. Rõ ràng là phải phòng thủ khi mà bên đỏ có nước mạo 4 tiến 3 đấy. Mạo 4 tiến 3 chuẩn bị bắt tượng. Liệu bây giờ vâng về tượng hoặc là chạy pháo 4 bình, pháo 6 bình 3 được không quý vị? Chạy pháo 6 bình 3 để mã 4 tiến 3 hoặc là pháo 6 bình 5 được không? Cắm pháo à? Cắm pháo 2 tiến 7 à? Vâng. Hơn quân rồi thì không đánh vội vàng đánh gì đúng không ạ? Bây giờ cứ làm sao mà cho đội hình tròn đã. Cũng có thể là đưa hai tượng về rồi sau đó thì đi đánh đâu thì đánh. Tuy nhiên thì anh Quang đã quyết định là tấn công luôn rồi, chạy pháo 6 bình 5. Vâng, xin chào câu lạc bộ xe pháo mã nhé. Chào mừng anh đã đến kênh sóng của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam ạ. Vâng, khó cho đen rồi. Và cờ này thì anh Ưng Quốc Mẫn đang, thực ra là nếu như mà phòng thủ được hòa, đấy là một cái điều hết sức khó khăn và cũng là một thành công lớn rồi. Quý vị thử xem là bây giờ phòng thủ cho đen bằng cách nào đây. Pháo 6 bình 5 thực ra thì cũng đang đe dọa là chạy pháo 2, đang đe dọa nước pháo 2 bình 4 đúng không quý vị? Pháo 2 bình 4 là xe 4 tấn 1 là hết cờ luôn á. Và bây giờ đen sẽ đi thế nào đây? Phòng thủ kiểu gì đây? Nếu như mà tiến xe 4 tấn 2 để chạy vào được xe 4 bình 5 thì cái đường mã quân mã 4 của bên đỏ sẽ đi mã 4 tấn 3 cũng rất là mạnh. Đấy, chạy mã 4 tấn 3 bắt tượng ngũ và tượng biên. Vâng, chuyển sang rồi, chuyển sang thế này thì chạy pháo 2 bình 4 thì bắt buộc xe 8 thoái 3. Xe 8 thoái 3 thì phi mã 4 tấn 3 sao đỡ được nhỉ? Vừa rồi thì Phi Liêm đang tính là đi mã 2 tấn 4 đổi mã đi thì còn có thể. Mã 2 tấn 4 nếu mà đi pháo 2 bình 4 thì đâm chiều nhảy mã chiếu rồi ăn con pháo đầu đi. Tuy nhiên nếu mà đi như này thì đi mã 4 thì bên đỏ có nước mã 4 tấn 3 rất khó đỡ này. Bây giờ khả năng lại phải chạy xe 8 tấn 2 lên à?
Xe 8 tấn 2 thì chỉ việc đi mã 3 thoái 5 là hết rồi. Mã 3 thoái 5 rồi mã 5 tấn 6 và sẽ là một loạt đòn phối hợp của bên đỏ. Vâng, em xin chào anh Phạm Hoàng Giang nhé. Chào mừng anh tới kênh sóng ạ. Em chào anh Nguyễn Công Quang Vinh. Vâng, đôi lúc là em phải đọc bình luận đó. À, đấy. Đọc comment của quý vị khán giả để cùng giao lưu tương tác. Thế nên không tránh khỏi được có lúc là nhìn xuống. Dance đi đâu bây giờ? Có lẽ nước phòng thủ hợp lý vừa rồi là vẫn phải là đi mã 2 tấn 4. Mã 2 tấn 4 đổi mã đi. Liệu bây giờ đi mã 2 thoái 4 được không ạ? Mã 2 thoái 4 bảo vệ quân tượng. Ở mã 2 thoái 4 thì vẫn có nước mã 3 thoái 5. Vâng. Mã 3 thoái 5 thì bên đen không biết đi đâu. Mã 3 thoái 5 chuẩn bị mã 5 tấn 6 chiếu hết. Nếu mà đi mã 4 tấn 5 thì xe 6 giật về bắt chết mã. Vâng, xe 8 tiến 2 rồi. Mã 3 thoái 5 thì sao? Mã 3 thoái 5 thì bên đen đi thế nào đây? Chạy đâu đây? Vâng, xin chào Trần Thọ nhé. Chào mừng bạn đến kênh sóng của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam. Đi mã 2 thoái 4 à? Khả năng là bạn đang tính, đang nói tới việc là không đi xe 8 tấn 2 đúng không? Thì đi mã 3, mã 2 thoái 4. Tuy nhiên thì mã 2 thoái 4 thì vẫn là mã 3 thoái 5. Không đỡ được. Mã 3 thoái 5 để đe dọa mã 5 tiến 6 đấy. Nếu mà chạy mã 6 thoái 5 về thì có nước xe 4 thoái 5 về bắt chết. Bắt chết con mã đen. À, chạy mã đen đi thì bị mã 5 tiến 6 hết cờ. À, cờ này không đỡ được. À, duy chỉ có nước vừa rồi thì Phi Liêm đang tính tới việc là đi không chạy xe sang bình 8 ấy, mà đi nước mã 2 tiến 4 để yêu cầu đổi quân ấy. Nếu mã 4 thoái 6 thì xe 4 ăn lên thì gọi là giảm áp lực, nhưng mà vẫn là kém quân, sẽ có, chúng ta sẽ còn cái thế trận là xe 2 pháo với xe pháo, thì cũng là một cái thế trận rất là ưu thế cho bên đỏ thôi. Tuy nhiên thì nó còn đỡ được. Nhưng mà đến đây thì khó rồi. Mã 5 tiến 6 nhìn thấy mà không biết làm thế nào. Vâng, thoái tượng về. Đâm chiếu cục luôn. Vâng, tướng ăn ra thì mã 5 tấn 4 hết cờ. Vâng, và xin chúc mừng kỳ thủ Trần Ngọc Quang của tuyển Đắk Lắk 1 đã chiến thắng trước kỳ thủ Ưng Quốc Mẫn. Đấy, Phi Liêm xin được xin phép quý vị khán giả để xem cập nhật kết quả. Vậy là chúng ta đang có tỷ số 2-0 rồi, dành cho đội Đắk Lắk 1 rồi. Ở ván đầu tiên thì chúng ta vừa được xem kỳ thủ Phạm Văn Chiến đã chiến thắng kỳ thủ Nguyễn đã hòa. Vâng, xin lỗi quý vị, ván đầu là hòa. Phạm Văn Chiến hòa với Nguyễn Bá Trọng trong cái tình thế ưu thế, nhưng vậy là Đắk Lắk 1 đang dẫn với tỷ số 1-5, 0-5. Chúng ta còn hai trận, đó là trận của anh vâng, Nguyễn Đăng Miền và Nguyễn Ngọc Cường, Nguyễn Ngọc Hậu và anh Lê Văn Chỉnh. Và hiện tại bây giờ chúng ta đang có hai trận đang thi đấu